Ủy ban bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ tuyên cáo ngày 22 tháng 6 năm 2014 về âm mưu của Trung Cộng xác nhận chủ quyền trên toàn Biển Đông qua giàn khoan HD981. Ngày 1 tháng 5 năm 2014 vừa qua, Trung Cộng đưa giàn khoan HD981 đến hoạt động tại cửa bể Quảng Ngãi. Đây là giàn khoan khổng lồ lớn nhất thế giới, di động nửa chìm, dài 114m, rộng 90m, cao 136m và chia thành 5 tầng và được quảng cáo là có đủ trang bị để khoan dầu ở dưới độ sâu tối đa 3.000m. HD981 được loan báo là hoạt động cho tới ngày 15 tháng 8. Để bảo vệ giàn khoan, lúc đầu chúng gửi một hạm đội gồm 80 tàu, trong số này có 7 tàu chiến hải quân, 33 tàu hải giám và ngư chính, còn lại là 40 tàu đánh cá với chiến hạm võ trang hỏa tiễn số 534 và tàu tấn công nhanh số 753 hộ vệ và tàu vét mình. Có máy bay quân sự liên tục hoạt động quanh giàn khoan. Hiện nay con số tàu của hạm đội Trung Cộng hoạt động chung quanh giàn khoan HD981 là 120 chiếc. Trung Cộng ra lệnh cấm tàu cảnh sát biển Việt Nam, ngư thuyền Việt lại gần vành đai bảo vệ HD981 với bán kính là 3 hải lý. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Cộng Phùng Quang Thanh liền ra lệnh cho tàu cảnh sát Việt Nam rút ra xa, tránh đụng độ để cho HD981 hoạt động. Tuy nhiên, tàu Trung Cộng dùng vòi rồng phun nước vào tàu cảnh sát biển của Việt Cộng dù ở vị trí cách xa 7, có khi tới 10 hải lý. Trong mấy ngày đầu, tàu Trung Cộng đâm thẳng vào làm hư hại 8 tàu kiểm ngư Việt Cộng. Đó là không kể đến nhiều vụ đánh chìm ngư thuyền Việt. Sáng ngày 5 tháng 5 năm 2014, một tàu cảnh sát biển của Việt Cộng chạy tới gần giàn khoan đã bị Hải quân Trung Cộng bắn một loạt đạn vào, hạ sát 4 lính cảnh sát Việt Cộng và 2 người bị thương, một chiếc tàu của Việt Cộng bị đánh chìm. Rõ rệt đây là hành vi xâm lăng trắng trợn lãnh thổ Việt Nam bằng võ lực. Biện minh cho hành vi xâm phạm lãnh thổ trắng trợn và hung hãn này, Trung Cộng tuyên bố rằng HD981 hoạt động trong lãnh hải của chúng và chủ quyền của chúng trên đó không thể tranh cãi. Để có thể hiểu biết tại sao có sự kiện trên xảy ra tới mức đó, tôi cần nhắc lại một thỏa thuận về giải pháp cho Biển Đông mà hai đảng và hai nhà nước đã chấp thuận vào tháng 6 năm 2011. Nhân dịp này, giàn khoan HD981 được đưa vào hoạt động tại một khu vực không có dầu để làm gì và quốc dân Việt đòi hỏi gì ở Việt Cộng liên quan đến vấn đề này? Thứ nhất, thỏa thuận của hai đảng và hai nhà nước về giải pháp cho Biển Đông. Hội nghị ngày 25 tháng 6 năm 2011 tại Bắc Kinh giữa Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Cộng và Ủy viên Quốc vụ Viện Đới Bình Quốc cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân đạt được một thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề Biển Đông. Thỏa thuận này có được là kết quả của sự dàn xếp trước đó giữa hai lãnh đạo hai đảng tại Hà Nội từ 12 đến 18 tháng 4 năm 2011. Tướng Quách Bá Hùng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, kiêm Ủy viên Chính trị Bộ Trung Cộng sang Hà Nội gặp Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Việt Cộng. Rồi Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Chính trị Bộ, Thứ trưởng, Thủ tướng Việt Cộng, hai bên cam kết hợp tác với nhau một cách chặt chẽ hơn để tìm ra những giải pháp cơ bản nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Nhìn vào nội dung thỏa thuận giữa Hồ Xuân Sơn và Trương Chí Quân trong bối cảnh phức tạp hiện nay trong vùng Biển Đông, ta có thể nhận thấy ngay rằng Bắc Kinh giao 3 nhiệm vụ sau đây cho Việt Cộng thi hành liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Nhiệm vụ thứ nhất là tham khảo hữu nghị và tránh các động thái có thể làm cho vấn đề trầm trọng hay phức tạp thêm. Tham khảo hữu nghị có nghĩa là hai bên Trung Cộng và Việt Cộng được coi là bình đẳng thân thiết. Mỗi bên hỏi ý kiến nhau một cách thân thiện, ôn hòa để tìm ra một giải pháp có lợi mà hai bên chấp thuận cho một vấn đề gì đó. Ở đây là Biển Đông. Các vấn đề như chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, vấn đề ngư dân Việt bị bắt giết, bắt bớ, cướp bóc, đánh chìm ngư thuyền, vân vân. Câu hỏi là tham khảo hữu nghị như thế trong khi Trung Cộng đã đơn phương quyết định trước và đòi hỏi Việt Cộng phải chấp thuận. Thí dụ như vấn đề chủ quyền,
Trung Cộng khẳng định rằng chúng có chủ quyền trên hai quần đảo này và chủ quyền ấy không thể tranh cãi. Như vậy, Việt Cộng chỉ còn tham khảo hữu nghị với Trung Cộng về cách thức nhìn nhận chủ quyền của Trung Cộng mà thôi. Thí dụ khác là Biển Đông là lãnh hải của Trung Cộng, ngư dân Việt bị bắn giết, cướp bóc tài sản vì vi phạm lãnh hải Trung Cộng, v.v. Tham khảo để tìm giải pháp. Có lẽ cách duy nhất là tham khảo với Trung Cộng về cách nhìn nhận ngư dân Việt đã vi phạm lãnh hải của Trung Cộng và cách thức cấm chỉ họ ra khơi hành nghề. Ngư dân nào không tuân lệnh sẽ bị Việt Cộng trừng phạt y như cách mà Việt Cộng đã đàn áp người biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng Biển Đông. Điểm cần phải nhấn mạnh rằng Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng họp với Quách Bá Hùng vào ngày 13 tháng 4 năm 2011 đã đạt thỏa thuận và đã cho thi hành các thỏa thuận ấy với người dân biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng Trường Hoàng Sa. Với giàn khoan HD981 hoạt động từ ngày 1 tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng đã đồng ý các thỏa thuận mà Quách Bá Hùng đưa ra, mà nay lại muốn gặp Tập Cận Bình để yêu cầu rút giàn khoan nên bị từ chối. Phạm Bình Minh gọi điện thoại cho Dương Khiết Trì cũng yêu cầu rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa Việt Nam, nhưng được báo cho biết rằng Hoàng Sa là lãnh hải của Trung Cộng. Tham khảo là giải pháp cho Biển Đông như vậy, là mệnh lệnh độc đoán một chiều với mục tiêu đã định trước, mà Việt Cộng chỉ được hội ý là làm sao thi hành cho êm đẹp nhằm tránh cho vấn đề thêm phức tạp. B. Nhiệm vụ thứ gì? Là thế lực bên ngoài không được can dự vào tranh chấp. Biển Đông là vấn đề riêng của Trung Cộng và Việt Cộng. Trung Cộng cấm cản Việt Cộng cho thế lực bên ngoài can dự vào vấn đề chủ quyền giữa hai quốc gia. Thế lực bên ngoài ở đây là Mỹ, một kẻ thù của Trung Cộng, có thể làm cản trở mưu đồ thống trị và bành trướng của Trung Cộng trong vùng này. Sau hội nghị an ninh khu vực tại Hà Nội năm 2010, Trung Cộng nhiều lần lên tiếng phản đối Mỹ can dự vào Biển Đông vì là một thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp. Trung Cộng tố cáo Mỹ gây xáo trộn và làm cho tình hình căng thẳng, nghĩa là làm mất hòa bình và ổn cố trong khu vực. Trung Cộng như lập liên minh với Mỹ, như lãnh đạo Việt Cộng nhắc đi nhắc lại rằng chúng không liên minh với bất cứ nước nào. Nếu Việt Cộng hợp tác với Mỹ, Trung Cộng khó lòng đạt được mục tiêu bành trướng. Nay Trung Cộng xâm lăng trắng trợn qua vụ HD981, Việt Cộng vẫn không dám kêu gọi Mỹ giúp đỡ. Đây là mệnh lệnh một chiều khác trong chiêu bài giải pháp cho Biển Đông. Thứ ba, nhiệm vụ thứ ba là hướng dẫn công luận và cảnh giác tránh đưa ra những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước. Trong nhiệm vụ này, Trung Cộng đòi hỏi lãnh đạo Việt Cộng phải, thứ nhất, một là hướng dẫn công luận. Đối với dân chúng Việt Nam, vấn đề lãnh thổ lãnh hải gắn chặt với lòng yêu nước của dân chúng. Sang nhượng đất biển cho ngoại bang là vấn đề lớn. Nó liên quan đến lòng yêu nước thiêng liêng của cả dân tộc. Cuộc chiến đấu chống lại việc này sẽ khốc liệt. Các cuộc biểu tình về Hoàng Sa, Trường Sa vào tháng 12 năm 2007, Olympic Bắc Kinh tháng 4 năm 2008 và nhân vụ Bình Minh và Viking 2 xảy ra đã làm mối ưu tư cho Trung Cộng, vì biểu tình đó làm trở ngại chính cho chiến dịch xâm chiếm Biển Đông của chúng. Các phát biểu về vấn đề này của các trí thức, của các nhà lãnh đạo, của các nhà báo cũng như các vấn đề mà Trung Cộng đòi Việt Cộng phải đối phó, đó là chưa nói tới kinh nghiệm lịch sử qua 1.000 năm đô hộ mà lãnh đạo Trung Cộng đã biết. Để cho vấn đề không trở thành nghiêm trọng, lãnh đạo Việt Cộng phải có một chính sách hướng dẫn công luận qua các phương tiện truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình, Internet. Hướng dẫn gồm hai mặt, một mặt là định hướng và mặt khác là kiểm soát. Định hướng là ấn định một đường hướng phải theo, nội dung các tin tức, tài liệu được quy định như thế nào để không làm tổn hại uy tín lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Hoa hoặc phơi bày sự thật bất lợi cho chính sách của Trung Cộng. Như thế có nghĩa là làm tổn hại tới tình hữu nghị hay làm mất lòng tin của lãnh đạo Trung Cộng đối với Việt Cộng. Trong những năm qua, Việt Cộng đã mẫn cán làm công tác này rồi. Ngư thuyền của cư dân đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi bị tàu hải quân Trung Cộng đâm và đánh chìm, làm cho ngư dân bị hất xuống biển. Sau đó, tàu hải quân bỏ đi. Đây là một hành vi xấu xa tiêu cực của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Báo chí của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không được gọi đích danh tàu hải quân Trung Cộng mà chỉ gọi là tàu lạ. Nói tóm lại, không được nói một điều gì tiêu cực về Trung Cộng. Ngoài ra, những gì có mục đích phô trương để ca ngợi Trung Cộng cần được khuyến khích, dù điều đó có nguy hại đến quyền lợi của dân tộc.
tờ báo điện tử cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam dịch và đăng nguyên văn một bài phóng sự in trên báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Hoa quảng cáo cho một cuộc tập trận của Hải quân Trung Cộng trên bãi đá ngầm thuộc khu chữ thập, của Việt Nam. Cuộc tập trận ấy được quảng bá để bảo vệ biên cương của quân đội Trung Cộng, dù các đảo ấy vẫn là của Việt Nam. Kiểm soát nguồn gốc của dư luận. Đây là vấn đề kiểm duyệt truyền thông, gọi chung là báo chí. Báo chí không được đăng tải những gì kể cả sự thật liên quan đến Biển Đông. Các sự thật ấy có thể gây hoang mang trong dư luận, gây ra các chống đối như biểu tình hay bạo động và có ảnh hưởng đến dư luận không tốt đối với Trung Cộng. Điều này sẽ là nguyên nhân gây ra một cuộc chiến tranh bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ chống Trung Cộng. Thí dụ Trung Cộng xây cất cho đến nay hàng chục kiến trúc kiên cố trên các khu bãi đá ngầm ở phía nam Trường Sa. Lãnh đạo Việt Cộng giữ một thái độ im lặng, coi như không biết. Tháng 7 năm 2007, tàu hải quân Trung Cộng bắn chết một ngư dân Việt và đánh chìm một ngư thuyền Việt đang hành nghề gần đảo Trường Sa của quần đảo này. Lãnh đạo Việt Cộng lờ vụ này và coi như không biết. Đối với quốc tế, cần cung cấp tin tức tài liệu như thế nào để đánh lạc hướng? Nhờ đó, các quốc gia liên hệ, nhất là Hoa Kỳ, hiểu rằng quyền lợi của họ được bảo đảm, không bị xâm phạm. Họ sẽ thụ động cho đến khi sự việc đã rồi. Thứ hai là cảnh giác. Lãnh đạo Việt Cộng tránh đưa ra những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước. Trung Cộng nhắm vào ai khi đưa ra cảnh cáo này? Truyền thông Trung Cộng trong những năm gần đây công khai đe dọa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vì tội vong ân bạc nghĩa, vì tội chiếm nhiều đảo trong quần đảo Trường Sa. Báo Hoàn Cầu không ngần ngại đưa ra các hình phạt là giết vì các tội trên. Mặt khác, trong hệ thống cai trị theo chế độ toàn trị, chỉ có lãnh đạo mới có quyền phát biểu hay đưa ra lời bình luận mà thôi. Rõ ràng câu trả lời là lãnh đạo Việt Cộng là mục tiêu. Trung Cộng cảnh cáo họ vì sự phản phúc của Việt Cộng. Ta còn nhớ là khi Hillary Clinton tuyên bố bẫy chủ trương tự do lưu thông trên Biển Đông vào tháng 7 năm 2010 tại hội nghị ASEAN ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm gia nhập ngay vào nhóm 12 quốc gia ủng hộ quan điểm của Mỹ chống lại Trung Cộng. Và trước đó trong hội nghị Shangri-La hồi tháng 5 về quốc phòng, lãnh đạo Việt Cộng cũng sắp hàng với Mỹ, khiến Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng Lương Quang Liệt công khai sỉ nhục lãnh đạo Việt Cộng trước mặt các thành viên tham dự hội nghị. Tại hội nghị ASEAN kể trên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Dương Khiết Trì cảnh cáo các bộ trưởng ASEAN rằng Trung Hoa là nước lớn, các anh là nước nhỏ, ý nói rằng hãy coi chừng. Có hai lĩnh vực mà Trung Cộng đòi các nhà lãnh đạo Việt Cộng phải cảnh giác, đó là tuyên bố và hành động. Tuyên bố: lãnh đạo Việt Cộng không được phát biểu điều gì làm tổn thương đến quyền lợi của Trung Cộng, như ủng hộ ASEAN đòi thương thảo đa phương theo quan điểm của Mỹ, như ủng hộ vấn đề quốc tế hóa Biển Đông, không liên minh với một nước thứ ba. Chính vì thế mà hành vi xâm lăng quá trắng trợn và tàn bạo xảy ra trong vụ HD-981 hiện nay, gồm cả giết chóc cảnh sát biển, đánh chìm thuyền ngư dân Việt Nguyễn Phú Trọng, Tương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, v.v. phải cúi mặt, lặng thinh, không dám hé miệng. Tuyên bố của Phùng Quang Thanh tại hội nghị Shangri-La về vụ giàn khoan HD-981 và ra lệnh cho cảnh sát biển Việt Nam phải rút lui khỏi giàn khoan này phản ánh những cam kết thi hành lệnh đấy của Quách Bá Hùng. Thứ hai, hành động. Không được tập trận chung với Mỹ hay quốc gia khác, gồm cả không được mua vũ khí như máy bay, tàu thủy, không được cho Hoa Kỳ hay một quốc gia nào đó thuê mướn hải cảng Cam Ranh, v.v. để chống lại Trung Cộng. Hành động còn gồm cả cấm công dân Việt biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng. Ngay cả trước khi có thỏa thuận được cam kết, Việt Cộng đã thi hành rồi. Thí dụ, vụ sinh viên Hà Nội biểu tình chống Trung Cộng nhân vụ Trung Cộng lập huyện Tam Sa, một viên chức cấp thấp là Tần Cương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng trong một buổi họp báo quốc tế ở Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 1 năm 2007, nhắn nhủ lãnh đạo Việt Cộng: chúng tôi hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ có thái độ trách nhiệm, đồng thời có các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn những sự việc làm tổn hại đến quan hệ song phương như vậy. Sau đó, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam huy động toàn lực sức mạnh gồm cơ quan chính quyền, cảnh sát, công an, đảng, đoàn, quân đội, tòa án, nhà tù, đặc biệt gồm cả Bộ Giáo dục và Trường Đại học Công nghệ Hà Nội, nơi xuất phát cuộc biểu tình của sinh viên, để trấn áp sinh viên biểu tình.
nhiều người bị bắt bớ, giam cầm, tù đày. Nhà báo Điếu Cày đến nay vẫn còn bị giam. Công việc trấn áp ấy cho đến nay vẫn tiếp tục. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng đã nhận nhiệm vụ được nói trong thỏa thuận và có trách nhiệm ra lệnh cho toàn Đảng Cộng sản Việt Nam nghiêm chỉnh thi hành chiếu theo thỏa thuận trên từ tháng 6 năm 2011. Vậy câu hỏi là làm thế nào để thi hành? Vấn đề thi hành thỏa thuận trên. Sau khi họp với Nguyễn Phú Trọng, Quách Bá Hùng gặp Nguyễn Tấn Dũng về thi hành giải pháp cho Biển Đông. Sau buổi họp này, có một bản tin cho biết là mục đích là nhằm thăng tiến mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Thăng tiến hợp tác chiến lược toàn diện là gì? Là hai đảng Cộng sản thực sự chặt chẽ với nhau, hợp cộng tác thực sự chặt chẽ với nhau về mọi phương diện để thi hành các điều khoản trong thỏa thuận ngày 25 tháng 6. Hợp tác trong lĩnh vực quân đội. Quách Bá Hùng gặp Phùng Quang Thanh ngày 13 tháng 4 để sắp xếp một hợp tác chiến lược giữa hai quân đội đi vào thực tế và đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác. Theo đài Bắc Kinh, Hùng chỉ thị 3 điểm để Phùng Quang Thanh thi hành. Thứ nhất, tăng cường tiếp xúc chiến lược, nắm vững định hướng đúng đắn phát triển quan hệ Trung Việt. Thứ hai, coi trọng tuyên truyền hướng dẫn, tích cực tạo bầu khí hữu nghị, đoàn kết, hợp tác Trung Việt. Và thứ ba, làm phong phú nội dung giao lưu, nỗ lực nâng cao trình độ hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước. Như vậy, Phùng Quang Thanh được giao nhiệm vụ hướng dẫn, giáo dục và thống nhất quân đội Việt Cộng với quân đội Trung Cộng dưới sự giám sát của Trung Cộng, mà mục đích quan trọng là khám phá, dập tắt các âm mưu chống Trung Cộng bằng quân sự từ trong trứng nước, ngoài công tác tuyên truyền, kiểm soát tư tưởng quân đội Việt Cộng. Thứ hai, hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Lê Hồng Anh đi thăm Bắc Kinh, gặp Bộ trưởng Công an Trung Cộng là Mạch Kiến Trụ. Mạch Kiến Trụ tuyên bố về buổi họp này: việc hợp tác thi hành công lực là một phần quan trọng trong công cuộc hợp tác hữu nghị Việt-Trung. Hy vọng hai nước sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực như chống khủng bố, tăng cường công cuộc hợp tác tuyên truyền và thúc đẩy một chiến lược đối tác tổng thể giữa hai nước. Lê Hồng Anh cam kết Việt Nam sẽ tham gia cùng Trung Quốc trong nỗ lực tăng cường cơ chế hợp tác để chống tội phạm và duy trì trật tự xã hội. Về vai trò của cảnh sát, công an trong nhiệm vụ hợp tác và thi hành công lực, nhân danh duy trì trật tự xã hội an ninh, công an Việt Cộng kể từ sau ngày thỏa thuận được công bố đã được huy động để trấn áp trắng trợn các cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn. Dân Hà Nội đã chứng kiến sự hiện diện của công an Trung Cộng sang điều khiển và đích thân dẹp biểu tình ở Hà Nội trong ngày 10 tháng 7 2011 để thi hành công lực vì công an Việt Cộng không làm tròn nhiệm vụ của họ. Biểu tình đã đảo Trung Quốc xâm lược, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam là các hành động làm tổn hại tình hữu nghị và lòng tin cậy giữa nhau. Vì vậy, Việt Cộng phải có nhiệm vụ giải tán các cuộc biểu tình trong những chủ nhật 17 tháng 7 năm 2011 và vô hiệu hóa các người biểu tình. Hình ảnh 4 công an Việt Cộng, mỗi người nắm một chân, một tay nạn nhân, dùng sức mạnh khiêng thanh niên yêu nước vào xe bus, tức là quăng vào xe bus. Và khi vào đến cửa xe, một công an đứng ở cửa xe đạp vào mặt nạn nhân. Đó là biểu tượng, hình ảnh triệt tiêu các hành động vì làm tổn thương lòng tin cậy giữa Bắc Kinh đối với chế độ Việt Cộng. Hợp tác trong lĩnh vực tư pháp. Vương Thế Tuấn, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Cộng sang Việt Nam gặp Nguyễn Minh Triết ngày 17 tháng 4 để đẩy mạnh hợp tác ngành tư pháp Việt Cộng và Trung Cộng. Sau buổi họp, Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự hợp tác của ngành tư pháp giữa hai nước, đề nghị tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vương Thế Tuấn phát biểu rằng Việt Cộng và Trung Cộng là hai nước theo chủ nghĩa xã hội nên có nhiều điểm tương đồng và cũng có những thách thức tương tự. Hệ thống pháp luật của hai nước đều đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ luật pháp mỗi nước. Với sự đỡ đầu của Tuấn và nhân danh củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bảo vệ luật pháp, Triết sẽ sử dụng tòa án một cách triệt để ngó hầu trấn áp và triệt tiêu các phạm pháp gây rối làm mất trật tự công cộng, được hiểu là các cuộc biểu tình chống Trung Cộng về vấn đề Biển Đông. Tòa án Việt Cộng nhân danh duy trì công lý xã hội chủ nghĩa với sự che chở của hệ thống tư pháp Trung Cộng để hành động. Tóm lại, chỉ trong vòng 6 ngày, có 5 buổi họp dồn dập
cấp bách giữa các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của hai đảng để chuẩn bị cho công tác thực hiện sự thống nhất về đường lối cho Biển Đông, bao gồm cả an ninh, hệ thống tòa án, hệ thống tuyên truyền trở thành một. Với hệ thống về tổ chức, về đường lối do Trung Cộng hướng dẫn, Việt Cộng là kẻ thi hành sách lược của Trung Cộng. Cả toàn bộ guồng máy Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình huống này được huy động và sử dụng nhắm vào thi hành sứ mạng giúp cho bá quyền Bắc Kinh bành trướng thế lực. Trung Cộng biết rằng chúng không thể nào chiếm toàn vùng Biển Đông nếu không có sự đóng góp tích cực và cụ thể của Việt Cộng. Vì thế Trung Cộng phải tìm mọi cách và mọi giá, kể cả thủ thuật, đưa Việt Cộng vào vị trí phải thi hành âm mưu của chúng. Cộng sản Việt Nam là kẻ thi hành sách lược của Trung Cộng về Biển Đông trên đất nước của mình. Như vậy chúng thực sự là thái thú của người Việt. Về thực tế, những gì lãnh đạo Việt Cộng làm từ ngày Trung Cộng đặt giàn khoan 981 tại Hoàng Sa cho thấy các chỉ thị của Bắc Kinh được triệt để thi hành tại Việt Nam về đối nội cũng như đối ngoại. Về sau, vì áp lực quá mạnh của quần chúng và quốc tế, có một ngoại lệ là tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng tại Miến Điện vào 11 tháng 5 và tại Phi Luật Tân vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. Nguyễn Tấn Dũng đã đi chạch hướng và sau hơn 6 tuần lễ kể từ khi HD 981 hiện diện trên thềm lục địa Việt Nam, Trần Tấn Sang mới mở miệng nói về bảo vệ chủ quyền nhưng không cho biết là có hành động gì để làm việc ấy. Tại sao đưa giàn khoan ra hoạt động ở Tây Hoàng Sa, Tây Nam Hoàng Sa nơi không có dầu? Trung Cộng xác nhận chủ quyền. Sự kiện là đưa một giàn khoan khổng lồ đến bờ biển Quảng Ngãi, chỉ hoạt động tạm thời có hơn 3 tháng, nhất là ở một nơi mà từ năm 1995, Creston đã được quyền khai thác dầu khí, nhưng không tìm thấy gì. Như vậy, chắc không phải là để khoan dầu. Vậy là gì? Đây là hoạt động hành xử chủ quyền của Trung Cộng trong một vùng biển mà chúng đã dùng quân đội đánh chiếm vào năm 1974 một cách bất hợp pháp. Vì là hành vi bất hợp pháp và muốn được làm chủ thực sự vùng biển này, Trung Cộng phải liên tục có nhiều hành động khác nhau có tính cách phô trương để xác nhận chủ quyền của chúng. Đặc biệt là vùng này chỉ là vùng tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Cộng, không liên hệ trực tiếp đến quyền lợi của nhiều quốc gia khác như ở Trường Sa. Vì thế Trung Cộng chỉ phải chú tâm đối phó với Việt Cộng, dù lãnh đạo Việt Cộng đã bị Trung Cộng khống chế bằng nhiều cách và đã được coi như thái thú, như đã thấy mô tả trong thỏa thuận vào tháng 6 năm 2011. Có nhiệm vụ thực hiện mưu đồ của chúng làm bá chủ Biển Đông, nhưng cũng cần phải có trách nhiệm về chống đối, kể cả từ trong dân chúng Việt. Trung Cộng cũng biết rằng chống đối của quốc tế sẽ không có nhiều ảnh hưởng về vụ này, miễn là Trung Cộng không sử dụng bạo lực quy mô gây tác động bất ổn là được. Đây là bước khởi đầu của sự xác nhận chủ quyền trên toàn vùng. Kế đó, sau khi giảm nhiệt, Trung Cộng sẽ đưa giàn khoan đến vùng mục tiêu là nơi có nhiều dầu, đó là Trường Sa. Chúng loan báo sẽ tung ra 24 giàn khoan trong đợt này. Theo Reuters, ngày 20 tháng 6, Cục Hải sự Trung Cộng loan báo đưa 3 giàn khoan ra Biển Đông, Nam Hải. Nam Hải 2 và Nam Hải 5 sẽ hoạt động ở giữa Hoa Lục và Đông Sa, nơi này do Đài Loan chiếm đóng, và Nam Hải 4 hoạt động gần Hoa Lục. Ngoài ra, Nam Hải 9 sẽ được đưa vào hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Cộng sẽ đưa ra khơi 4 giàn khoan khác trong 6 tháng cuối năm 2014, tổng số giàn khoan là 24. Lần này, chúng huy động có thể cả hàng nghìn tàu cá để bao vây và bảo vệ các giàn khoan. Các tàu hải giám và ngư chính hoạt động quanh các tàu hải quân bảo vệ vành ngoài sẽ có bạo lực. Việt Cộng sẽ không dùng hải quân chống để chống đối, dù muốn cũng không đủ sức. Và hơn nữa, quân đội hai bên đã thống nhất dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của quân đội Trung Cộng. Tuy nhiên, Phùng Quang Thanh đã ám chỉ là đã ưng thuận và coi vụ HD 981 nằm trong lãnh thổ Trung Hoa, với cả cảnh sát biển Việt bị bắn chết, ngư dân bị đánh chìm xuống biển chỉ là mâu thuẫn trong gia đình. Hơn nữa, con số ngư thuyền Việt không có nhiều và đi xuống Trường Sa để yểm trợ như ở Hoàng Sa trong những ngày qua. Dân chúng Việt đã bị triệt tiêu, không được phản ứng như biểu tình, làm tổn hại đến lòng tin cậy của Bắc Kinh. Còn quốc tế thì chỉ khi nào có đụng chạm làm tổn hại thực sự đến quyền lợi của họ thì mới có phản ứng. Dĩ nhiên, việc khai thác dầu khí này đã được thỏa thuận giữa hai bên
song phương giữa Việt Cộng và Trung Cộng. Và hoạt động này có tính cách hòa bình, không gây bất ổn cho toàn vùng. Như thế, sự hành xử chủ quyền của Trung Cộng được thực hiện một cách liên tục và hòa bình để xác nhận chúng có chủ quyền trên toàn vùng. Và cứ tiếp tục như vậy, thì 50 năm hay 100 năm sau, liệu ai có thể thay đổi được nguyên trạng? Hoạt động của HD981 còn có mục đích khác quan trọng hơn. Đó là lôi cuốn sự chú ý của dân Việt và quốc tế khỏi dự án kiến tạo đảo gạc ma nhân tạo. HD981 làm cho dân Việt phẫn nộ vì mọi người chú tâm vào đó. HD981 làm quốc tế cảm thấy có triệu chứng bất ổn trong vùng, cũng chú tâm vào đó. Tin tức đảo gạc ma nhân tạo xuất hiện sau khi HD981 hoạt động được hơn cả một tuần. Mọi người cũng không quan tâm mấy về chuyện này. Cho đến nay vấn đề HD981 vẫn còn sôi nổi. Chỉ có Tổng thống Phi lên tiếng tố cáo vụ này. Lãnh đạo Việt Cộng lặng thinh. Dù gạc ma là một phần lãnh thổ của họ, và dù gạc ma đã được Trung Cộng xây cất từ năm 2012 với tàu vận tải, tàu xây cất hoạt động tấp nập, có cả tàu chiến, võ trang hỏa tiễn bảo vệ, mà lãnh đạo Việt Cộng hầu như không hay biết. Nay nhân đảo nhân tạo đã thành hình, có bãi cát đã được bồi đắp cao tới 10 mét, phi đạo đã hầu như hoàn tất, vân vân. Nay biết rồi, lãnh đạo Việt Cộng cũng không dám lên tiếng hay không có hành động gì, vì đã cam kết không làm gì, kể cả tuyên bố, để tổn hại đến tình hữu nghị hay lòng tin của Trung Cộng. Việt Cộng cũng phải định hướng dư luận về vấn đề này một cách có hệ thống để không gây ra căng thẳng hay bất ổn trong Biển Đông. Mãi tới ngày 16 trong cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình chỉ khi có một nhà báo hỏi về gạc ma mới dám nhắc lại rằng Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi được trên Biển Đông như trước đây Việt Cộng đã từng tuyên bố nhiều lần hàng chục năm nay. Gạc ma có gì quan trọng không? Đảo gạc ma dù thuộc phần bãi đá ngầm với các rặng san hô nằm dưới lòng biển, nay đã thành một đảo xuất hiện nổi trên mặt nước trong Biển Đông. Đến nay, 18 tháng 6 năm 2014, trên đảo người ta đã trông thấy một đường bay gần xây gần xong. Đây là một dự án thiết lập một căn cứ quân sự vô cùng to lớn, rộng 30 hectare, có hải cảng dành cho tàu hải quân, hải cảng riêng dành cho tàu dân sự. Trung Cộng sẽ xây cất khu cư trú cho ngư dân, khu du lịch. Lưu ý, Phú Lâm là căn cứ chỉ huy hiện hữu, chỉ có diện tích 1.3 cây số vuông. Gạc ma trong tương lai sẽ trở thành căn cứ quân sự to lớn của Trung Cộng, có thể kiểm soát được toàn vùng eo biển Malacca, các quốc gia kế cận. Hiện nay từ Phú Lâm xuống Gạc Ma có một khoảng cách quá lớn là gần 800 cây số, máy bay Trung Cộng không thể hành quân xuống được vì không đủ nhiên liệu để hoạt động. Với Gạc Ma cùng với Vành Khăn và Chữ Thập, Trung Cộng có thể kiểm soát hành lang di chuyển từ Malacca lên phía bắc. Con đường này nằm ở về phía tây biển Philippines. Tàu quân sự của hạm đội 7 đi con đường này. Gạc Ma sẽ trở thành một căn cứ lớn giống như căn cứ Diego Garcia của Mỹ ở Ấn Độ Dương, sẽ là mối đe dọa lớn trực tiếp cho Việt Nam. Tóm lại, HD981 chỉ là một giai đoạn cần thiết trong tiến trình hành xử chủ quyền của Trung Cộng xuống Trường Sa để tiến chiếm toàn vùng trước khi bắt đầu nới rộng Hoa Lục thành ra Đại Trung Hoa, gồm tất cả Á Châu ngoại trừ Nhật Bản. Nghĩa là Đại Trung Hoa như bản đồ mà Trung Cộng phổ biến cách đây 2 năm, gồm Đông Á trừ Nhật, Đông Nam Á, Nam Á, Pakistan, Afghanistan và 5 quốc gia cựu Xô Viết. Với thỏa thuận 25 tháng 6 năm 2011, Việt Cộng như một thái thú thi hành nhiệm vụ giúp giặc chiếm Biển Đông của Việt Nam. Nay Ủy ban Bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt vai trò thái thú với nhiệm vụ phát huy ảnh hưởng của đế quốc Trung Cộng trong việc khống chế toàn dân. Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh, Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh, Tô Hy Hứa, v.v. đừng cúi đầu nhịn nhục, tọa hưởng trước cảnh quân giặc công nhiên bắn giết cảnh sát biển đang dấn thân bảo vệ bờ cõi. Ngư dân bị quân giặc đâm thuyền chìm dưới biển vì được Đảng Cộng sản Việt Nam huy động đến bảo vệ Hoàng Sa, lãnh hải bị quân giặc ngang nhiên chiếm cứ, phải ngửa mặt lên mà sống, phải chấm dứt ngay nhiệm vụ của kẻ tay sai cho bá quyền Bắc Kinh để giúp chúng bành trướng,
Nguyễn Tấn Dũng đã có cam kết tố cáo tình hình cực kỳ nguy hiểm cho an toàn lưu thông trên Biển Đông tại hội nghị ASEAN tại Miến Điện ngày 11 tháng 5 vừa qua. Rồi đến ngày 21 tháng 5, Dũng tuyên bố sẽ dùng biện pháp lý, nghĩa là đưa vấn đề Biển Đông, nhân vụ Trung Cộng đặt giàn khoan trong vùng thềm lục địa Việt Nam ra tòa. Tuyên bố ấy dĩ nhiên trái ngược với cam kết trong thỏa thuận ngày 25 tháng 6 năm 2011. Vì các hành vi này tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin cậy của Trung Cộng. Tuyên bố này có nguyên nhân là Dũng thấy dân chúng Việt phẫn nộ quá mạnh qua các cuộc biểu tình rầm rộ chống Trung Cộng về hành vi xâm lược của Trung Cộng qua vụ giàn khoan. Dù tuyên bố này đứng về lập trường của toàn thể dân tộc, nhưng lại chỉ là nửa vời, do dự, không hành động vì còn phải chờ lúc thuận tiện. Thế nào và bao giờ là lúc thuận tiện? Thứ hai, nếu cả bọn lãnh đạo lựa chọn con đường làm tay sai cho giặc, Nguyễn Tấn Dũng phải tiếp tục có can đảm đưa vấn đề ra trước tòa án quốc tế. Một phán quyết của tòa án có một hiệu lực quan trọng trong việc huy động hỗ trợ của thế giới tránh bị cô lập như hiện nay, và cũng là bằng chứng quan trọng về thủ tục pháp lý để sử dụng trong trường hợp sự chiếm đóng của quân giặc quá lâu dài, với hy vọng hợp thức hóa chủ quyền của chúng một cách vĩnh viễn. Đó cũng là cách phủ nhận chủ quyền của quân giặc một cách rõ rệt và tích cực nhất trên Biển Đông. Hãy hành động, đừng chần chờ. Mặc kệ cho Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và đồng bọn bán nước chạy theo giặc, chúng sẽ bị chính giặc bỏ rơi như Pol Pot hay Hoàng Văn Hoan, dù những kẻ này rất mực trung thành với giặc. Cần biết rằng gửi một văn thư hành chánh như hiện nay cho Tổng thống, cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, báo cho họ biết về vi phạm của Trung Cộng đối với lãnh hải Việt Nam không ích lợi. Vì lẽ đây là vấn đề chính trị, vấn đề tuyên truyền. Trung Cộng có khả năng vận dụng tại Liên Hiệp Quốc, nhất là chúng có nhiều tiền để viện trợ, chúng có thế lực trong định chế này, và chúng khôn ngoan hơn, tuyên truyền giỏi hơn. Làm tại California ngày 22 tháng 6 năm 2014, đại diện Nguyễn Văn Canh. Kính thưa toàn thể quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn phong trào liên kết. Kính thưa quý thành viên của Ủy ban bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ, cũng như quý thành viên của Hội đồng Liên kết Đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam, cùng toàn thể dân chúng Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Đây là một cái bản tuyên cáo, cũng là một bản điều trần trước quốc dân hành vi bán nước của Đảng Cộng sản Việt Cộng. Bây giờ thì đã tỏ tường rồi. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh đã đưa ra toàn bộ các văn kiện, các buổi họp mà chúng đã giấu kín, các nghị quyết, các hợp đồng mà chúng nó đã ký, này đã được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh phơi bày ra trước công luận, người Việt hải ngoại, người Việt quốc nội, cũng như trước quốc tế. Sự việc đã như thế, mọi sự đã tỏ tường rồi, chúng ta làm gì đây? Một câu hỏi rất lớn. Trong quá khứ chúng ta đã làm gì? Hiện tại chúng ta làm gì? Và tương lai chúng ta phải làm gì? Bởi vì nếu không làm gấp, Việt Nam sẽ tiêu vong, dân tộc Việt Nam sẽ bị tiêu diệt.